Em xin kính chào thầy cô, chào cả nhà. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Trọng Thăng. Em đến từ Yên Thế, Bắc Giang. Hiện là em đang là học viên của lớp học Master K03 của tổ chức giáo dục đào tạo WIT. Hôm nay em quay video này để được phỏng vấn, để tham gia lộ trình học tập trở thành chuyên viên của Tâm Lý Dung. Kính thưa thầy cô, xuất phát từ cái mong muốn trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm để cùng chung tay với tổ chức giáo dục đào tạo WIT lan tỏa cái triết lý giáo dục tận gốc của Việt Nam ra toàn cầu, để giúp cho người người làm chủ được nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, tài chính, làm chủ được cuộc đời của mình, giúp cho cuộc đời trở nên đơn giản hơn, vui vẻ hơn, tin tưởng hơn, nhẹ nhàng hơn. Và bản thân em cũng định vị là mình sẽ là một chuyên gia thực thụ, làm chủ được bốn lĩnh vực nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, tài chính. Định vị mình sẽ là chín dạng người trong mình. Với những cái mong muốn như vậy, mình trở thành một người có giá trị để mình trao giá trị. Thì được biết Tâm Lý Dung mở ra cái khóa đào tạo chuyên viên Tâm Lý Dung, thì em mong muốn thông qua cái khóa đào tạo này thì mình sẽ thấu suốt hơn về những cái khái niệm nguồn về nội tâm, về sức khỏe, về sắc đẹp, để mình có thêm những cái khái niệm nguồn có lợi, có những cái hệ quy chiếu chuẩn để mình có thể chăm sóc bảo dưỡng tốt nhất cho sức khỏe sắc đẹp của mình. Mình biết thêm những cái phương pháp, những cái năng lực, những cái kỹ năng về tác động cuộc sống, về xoa bóp bấm huyệt, về chăm sóc da, thì mình sẽ có cơ hội để chăm sóc bảo dưỡng sức khỏe của mình tốt hơn, và qua đó thì mình sẽ có thể chăm sóc, hỗ trợ cho những, trước mắt là cho những người thân yêu trong gia đình, để có được cái sức khỏe tốt hơn, sắc đẹp tốt hơn, đẹp hơn và rộng hơn nữa. Thì để lan tỏa những cái điều tốt đẹp ra tới cộng đồng, cũng như cái sứ mệnh của tổ chức giáo dục đào tạo WIT là lan tỏa triết lý giáo dục tận gốc của Việt Nam ra toàn cầu, làm cho đất nước Việt Nam trở nên tươi đẹp hơn, hùng mạnh hơn, giúp cho cuộc sống của mọi người đơn giản, vui vẻ, tin tưởng, nhẹ nhàng hơn, và có một cái nhiệm vụ là nâng tầm thể chất người Việt. Thì nếu như bản thân em có được cái năng lực để hỗ trợ mọi người nâng sức khỏe sắc đẹp, cũng như là cái tuyên bố sứ mệnh của một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, một mentor, một master with, đó là trao đi giá trị, làm chủ cuộc đời cho mọi người để làm chủ cuộc đời chính mình. Với những cái mong muốn như vậy, mong muốn được hoàn thiện bản thân để mình trở thành người có giá trị, có đủ tư cách, kết hợp mấy vai trò để mình trao được nhiều giá trị nhất cho cuộc đời này. Rất là mong quý thầy cô và ban tổ chức sẽ tạo điều kiện, tạo lập bối cảnh và đồng ý, đồng thuận cho em được tham gia cái lộ trình rèn luyện để trở thành chuyên viên Tâm Lý Dung. Trân trọng biết ơn thầy cô, biết ơn ban tổ chức, biết ơn cả nhà.